Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Vào ngày hôm nay, 16 tháng 2, Tổng thống Joe Biden, năm nay 80 tuổi, đã được kiểm tra sức khỏe một cách kỹ lưỡng. Việc này được thực hiện trước một tuyên bố rất quan trọng. Theo hãng tin Reuters, nhiều người dự đoán rằng việc này có liên quan mật thiết tới việc ông sẽ thông báo ra tái danh cử nhiệm kỳ Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai Lần cuối cùng, ông Joe Biden được khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed ở Bethesda của tiểu bang Maryland vào tháng 11 năm 2021. Khi đó, bác sĩ kết luận rằng ông hoàn toàn khỏe mạnh, đủ sức thực hiện thành công các nhiệm vụ trên cương vị của một vị tổng thống. Trong đợt khám sức khỏe đó, thì ông đã cắt bỏ một khối polyp hành lành tính ở ruột kết. Ông Joe Biden là vị tổng thống lớn tuổi nhất tại nước Mỹ. Nhiều cử tri ở Hoa Kỳ cho rằng ông quá lớn tuổi để có thể đảm nhiệm công việc khó khăn nhất của nước Mỹ thêm 4 năm nữa. Theo cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, được thực hiện từ ngày 6 cho tới ngày 13 tháng 2 vừa qua, thì khoảng 3 phần tư số người Mỹ, trong đó hơn một nửa đảng viên của đảng Dân Chủ và đại đa số đảng viên của đảng Cộng Hòa nói rằng ông Joe Biden đã quá già để làm Tổng thống Mỹ hầu hết những người tham gia cuộc khảo sát đến từ đảng Dân Chủ đánh giá, ông Joe Biden vẫn còn minh mẫn, nhưng khoảng một nửa trong số họ lo rằng ông có thể không chịu nổi những sự khắc nghiệt về thể chất mà vai trò của Tổng thống đòi hỏi. Nếu chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai tới đây, thì ông Joe Biden sẽ được 86 tuổi khi rời tòa Bạch Ốc, tức là lớn hơn 13 tuổi so với tuổi thọ trung bình của nam giới tại Hoa Kỳ. Ông Joe Biden không nặng nề về vấn đề tuổi tác của ông. Khi trả lời phỏng vấn của đài PBS ở Hoa Kỳ vào tuần trước, thì ông nói rằng những ai lo ngại về tuổi tác của ông hãy nên, ông nói như sau, xem tôi đã thực hiện các nhiệm vụ của Tổng thống như thế nào. Tin về trực thăng quân sự Hoa Kỳ lao xuống cao tốc cơ quan hành pháp tiểu bang Alabama cho biết trực thăng UH-60 Black Hawk của vệ biên quốc gia của tiểu bang Tennessee đã rơi xuống đường cao tốc số 53 gần ranh giới giữa hai tiểu bang vào chiều ngày 16 tháng 2. Chưa rõ số lượng người có mặt trên trực thăng và hành trình dự kiến. Lực lượng cứu nạn tại hiện trường nói rằng chiếc UH-60 chìm trong lửa và bị phá hủy hoàn toàn. Kết luận không có ai sống sót trong sự việc. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy trực thăng xoay vòng, rơi thẳng xuống đất và phát nổ. Về binh quốc gia của tiểu bang Tennessee chưa bình luận về thông tin nói trên. US-60 Black Hawk là trực thăng vận tải chiến thuật, đã được lục quân Hoa Kỳ đưa vào sử dụng từ năm 1979, có tốc độ tối đa là 295 cây số một giờ và trần bay là 5.8 cây số. Nhiều biến thể sau này cũng được phát triển cho hải quân và tuần duyên Hoa Kỳ, đồng thời xuất cảng tới hàng loạt quốc gia trên thế giới. Nguy cơ làn sóng báo động giả sau vụ bắn hạ UFO tại Hoa Kỳ trong lúc có nhiều vật thể không xác định bị không quân Hoa Kỳ bắn hạ trong những ngày gần đây, thì các chuyên gia Hoa Kỳ cảnh báo rằng chuỗi các hoạt động này có thể dẫn tới làn sóng báo động giả. Kể từ ngày 4 tây tháng 2 vừa qua, sau khi Hoa Kỳ bắn hạ một chiếc khinh khí cầu do thám lớn của Trung Quốc, thì các viên chức liên bang đã gia tăng hệ thống radar và thiết bị theo dõi khí quyển để giám sát không phận của Hoa Kỳ một cách chặt chẽ hơn tuy nhiên các chuyên gia về khinh khí cầu cho hay điều này có thể tạo ra làn sóng báo động giả phát biểu trước báo giới phát ngôn viên của tòa bài Tốc là ông John Kirby cho hay ba vật thể thể bị bắn hạ trong thời gian vừa qua đều đặt ra mối đe dọa với lĩnh vực hàng không dân dụng tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các vật thể nói trên có liên quan tới chương trình do thám của Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác ở bất kỳ thời điểm nào cũng có hàng ngàn quả khinh khí cầu trên trái đất bay, bao gồm nhiều quả được dùng bởi các cơ quan chính phủ, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Đó là lời của ông Paul Peskowitz, là chủ tịch công ty sản xuất khinh khí cầu có tên Cayman Consolidated Industry ở Melbourne, cho hay. Ông cho biết như sau, số lượng của chúng là vô tận, và đây hoàn toàn là những cú sốc. Terry Dessler là giáo sư danh dự về khoa học khí quyển tại Đại học Wyoming, nhận định về những đợt bắn hạ hồi gần đây của không quân Hoa Kỳ. Trong nhiều năm qua, chúng ta không nghe tin gì về khinh khí cầu. Lúc này đây thì chúng ta lại để ý tới bất kỳ loại vật thể bay nào. FBI tìm kiếm tài liệu của ông Biden tại Đại học University of Delaware FBI tiến hành hai cuộc tìm kiếm tại trường Đại học University of Delaware liên quan đến cuộc điều tra vụ hồ sơ mật của Tổng thống Joe Biden. CNN dẫn một nguồn tin quen thuộc loan tin vào ngày 16 tháng 2. Nguồn tin cho biết các cuộc tìm kiếm đã được tiến hành trong những tuần gần đây với sự đồng ý và hợp tác của nhóm pháp lý của Tổng thống. Theo trang web của trường, thì Thư viện tại Đại học University of Delaware, trường cũ của ông Biden, là nơi lưu giữ một bộ sưu tập phong phú các bài báo từ thời Tổng thống còn làm việc tại Thượng viện các nhà điều tra đã lấy tài liệu từ hai địa điểm của trường đại học vào hai ngày khác nhau theo nguồn tin các tài liệu này dường như không được đóng dấu mật và hiện đang được fbi xem xét fbi kiểm tra hai nhóm tài liệu riêng biệt một kho tài liệu từ thời tổng thống biden ở thượng viện hoa kỳ và các tài liệu mà ông gửi cho trường đại học trong những năm gần đây cuộc tìm kiếm tại đại học university of delaware là diễn biến gần đây nhất của các nhà điều tra nhằm xác định vị trí của bất kỳ tài liệu mật nào chưa được biết đến trước đây FBI đã khám xét hai ngôi nhà của ông Biden ở Wilmington và Rehoboth Beach, Delaware, cũng như văn phòng của trung tâm Penn Biden ở Washington và đã tìm thấy các tài liệu mật ở các địa điểm vừa nêu trên. Tòa Bạch Ốc sắp thay thế cố vấn chuyên về vấn đề Trung Quốc. Vào ngày hôm nay 16 tháng 2, Tòa Bạch Ốc cho hay bà Laura Rosenberger sẽ rời Tòa Bạch Ốc vào tháng 3 bà đã lên kế hoạch nghỉ việc từ trước và việc này không liên quan gì đến vấn đề căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hồi gần đây. Bà đảm nhận vị trí cố vấn hàng đầu của Tổng thống Joe Biden về vấn đề Trung Quốc và Đài Loan từ hơn 2 năm qua. Bà Sarah Buren từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ là người thay thế cho bà Rosenberger. Ngoài bà Rosenberger thì giới truyền thông Hoa Kỳ còn đưa tin Ông Eric Green là phụ tá đặc biệt của Tổng thống Joe Biden và giám đốc cao cấp phụ trách vấn đề Nga và Trung Á tại Hội đồng Anh Quốc gia Hoa Kỳ cũng sắp nghỉ việc. Tòa Bạch Ốc chưa bình luận về tin tức này. Tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã gia tăng sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc hoạt động trên không phận của Hoa Kỳ suốt 7 ngày qua. Chính phủ Hoa Kỳ cho rằng đây là những khinh khí cầu do thám tầm cao, trong khi Trung Quốc thì nhấn mạnh, đó chỉ là các thiết bị dân sự phục vụ cho mục đích nghiên cứu khí tượng bay lạc vào lãnh thổ của Hoa Kỳ mà thôi. Trung Quốc chỉ trích là Hoa Kỳ đã hành động thái quá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề quan hệ song phương. Trung Quốc cũng cáo buộc là Hoa Kỳ đã đưa khinh khí cầu do thám vào không phận của Trung Quốc mà không xin phép hơn 10 lần kể từ tháng Giêng năm ngoái nhưng không đưa ra các bằng chứng rõ ràng nào. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington vào ngày 16 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là Wendy Sherman tuyên bố Washington cam kết nối hỗ trợ Đài Loan và bảo đảm năng lực tự vệ của hòn đảo theo chính sách một Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ không coi chuyến thăm của một nghị sĩ Hoa Kỳ tới Đài Loan như là cái cớ cho hành động quân sự với hòn đảo này. Bà Sherman đã nói như thế. Trong bài phát biểu, thì bà Sherman cho rằng cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine là bài học cho Trung Quốc về bất kỳ động thái nào ở eo biển Đài Loan. Theo bà xung đột Ukraine đã làm gia tăng tình trạng mất an ninh năng lượng và lương thực cho toàn thế giới cũng như áp lực lạm phát. Quan hệ Mỹ Trung gia tăng căng thẳng từ tháng 8 năm ngoái khi chủ tịch Hạ viện khi đó là bà Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan. Kể từ đó thêm nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ đã đến thăm Đài Loan và hiện có thông tin tên chủ tịch Hạ viện là Kevin McCarthy có thể tới hòn đảo này vào mùa xuân hoặc mùa hè. Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm của bà Pelosi, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột ở eo biển. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Đại bội thẩm đoàn tại Georgia cho hay cuộc bầu cử năm 2020 không có sự gian lận tràn lan. Đại bội thẩm đoàn đặc biệt ở Georgia điều tra về vụ cựu Tổng thống Donald Trump âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 đã cùng kết luận rằng không có sự gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử đó, đồng thời bác bỏ cáo buộc vô căn cứ của ông Donald Trump. Theo nhật báo The Hill hôm thứ Năm 16 tháng 2 cho hay, Đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận này sau khi họ nghe rất nhiều lời khai của các giới chức bầu cử, các nhân viên bầu cử và các chuyên gia. Họ cho biết như thế này, Chúng tôi bỏ phiếu đồng ý kết luận rằng không có sự gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại tiểu bang Georgia tới mức có thể làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Và có nhiều nhân chứng có thể đã ra khai chứng gian dối mặc dù đã có tuyên thệ. Đại bồi tổng đoàn cho hay trong bản báo cáo công bố hôm thứ Năm. Kết luận này rất quan trọng vì công tố viên tiểu bang có thể sẽ dựa theo kết luận đó để soạn ra những cáo trạng giữa lúc họ đang cân nhắc có nên truy tố ông Trump và đồng minh liên quan tới những quyết tâm đảo ngược kết quả cuộc bầu cử vào năm 2020 hay không. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.